Việt Thảo xin được hân hạnh giới thiệu đến tất cả các bạn đang trong ngành nail, bột nhúng SNS. Công ty SNS là công ty đầu tiên trên thế giới sáng tạo ra bột nhúng trắng hồng và gelless color. Cùng với sự phát triển của ngành nail, bột nhúng SNS đã giúp cho ngành nail dễ dàng có thêm việc làm và tăng thêm lợi nhuận đáng kể cho các chủ tiệm nail. Sản phẩm SNS có chứa vitamin E, calcium, vitamin A, B3, B5 khi sử dụng không cần dùng đèn UV, không cần dùng cỏ, không liquid. Sản phẩm SNS giúp cho móng luôn bóng, chắc, khỏe, bền, đẹp. Với sản phẩm SNS, tiệm của bạn sẽ không còn những mùi hôi khó chịu gây ra bởi hóa chất. Này, SNS đã phát triển rộng khắp trên toàn thế giới, từ châu Mỹ đến châu Âu, từ châu Úc trải dài đến tận Đông Nam Á. Hãy khám phá và thích thú với bột nhúng SNS. Bột nhúng SNS đã mang đến một đẳng cấp mới và nghệ thuật mới cho ngành nail. Hãy giữ cho móng tay của bạn được khỏe và đẹp bằng bột nhúng SNS. Từ viện nghiên cứu bào chế dược thảo giúp cơ thể chống chọi tàn phá của thời gian như bệnh tật hiểm nghèo, ghê sợ, già nua mệt mỏi. Kỷ nguyên mới tân tiến nhất từ Nhật Bản chào đời bằng duy nhất loại rong biển Organic Mozuku tinh túy với chiết xuất Fukuden Okinawa, tăng cường thêm dưỡng chất đơn dương tảo Chlorella trong mỗi chai lọ 375mg, nâng cấp thành 395mg tuyệt diệu. Không những thế, Super Fukuden tiếp nối 500mg được tăng trưởng thành 550mg, lại có mặt cô dược nấm Shiitake AHCC tăng đề kháng mãnh liệt, vang danh khắp mọi nơi về sự hữu hiệu không ngờ. Và cuối cùng, để chiếm giữ ngôi vị quán quân, ông vua Fukuden Lotus Tròn Đi Dũng đã cho ra đời Super Fukuden 800mg, nhiều hơn Fukuden nữa, tặng thêm những dưỡng chất như nấm mỡ Agaricus, Shiitake, nghệ đỏ, v.v. Và từ đó, lời đồn đã truyền xa cho tất cả mọi người khắp nơi trên thế giới. Chỉ duy nhất, mong mỏi tìm về Lotus, hầu giữ vững niềm tin trong cuộc sống, xóa tan tuyệt vọng. Ba loại Super Fukuden dạng viên 180 và 90 viên được tuyển chọn giúp cho Tròn Đi Dũng vững mạnh niềm tin trên hành trình phục vụ sức khỏe cho tất cả chúng ta. Lotus by Tròn Đi Dũng, the best of life. Chương trình hôm nay được bảo trợ bởi SNS Signature Nail System, Believe to Succeed. Lotus by Johnny Yung, Japan Health and Beauty. And now, your host tonight, MC Big House. Tonight, quý Việt Thảo. Hôm nay Việt Thảo muốn mời quý vị cũng như các bạn đến với một cái đề tài mà ngay cái chương trình hôm nay nó đụng cũng có cái đề tài nói tới là cà lâm liền á, tại tiếng Mỹ mà. Chương trình Tonight with Việt Thảo khó nói lắm. Cho nên mỗi lần đi show ở đâu gặp bà con nói, trời ơi tôi thích lắm cái chương trình gì của anh đó. Mà người Việt Nam mình không dám nói cái câu Tonight with Việt Thảo, tại nó khó nói thiệt. Tiếng Anh mà mình không nói nó khó vô cùng tận. Cho tới nay Việt Thảo ở Mỹ được hơn 38 năm rồi nha. Mà nói tiếng Mỹ, nói kiểu Việt Nam. Ủa tại sao nói tiếng Mỹ kiểu Việt Nam? Thậm chí nhiều người nói trời ơi trời, xin lỗi nha. Có nhiều em nói là chú nói tiếng Mỹ, you speak English like shit. Nói vậy đó. Mắc cỡ luôn. Là tại vì mình quen cái kiểu cách nói tiếng Mỹ theo tiếng Việt. Phải không? Theo giọng Việt Nam mình, nó quen mà. Bà đi đâu vậy bà? Tôi đi chợ Lắc Khỉ á. Lắc Khỉ là chợ nào? Là chợ Lucky. Yeah. Còn chợ Von á thì không nói chợ Von, tôi đi chợ Von. Yeah. Rồi bây giờ bà ở đâu? Tôi ở Chicago á. Là cái kiểu Việt Nam mình nó là phải Chicago. Thành ra mình nói where are you living? Nó I'm living in Chicago. Không hiểu luôn. Nó là Chicago. Cho nên cái chữ Chicago và Chicago hoàn toàn khác nhau. Mà mình nói kiểu Việt Nam thì mình hiểu, ở đây nói Chicago ai cũng hiểu, nhưng Mỹ nói là Chicago nó không hiểu. Yeah. Cho nên nhiều em ở Việt Nam hỏi sao chú nói tiếng Mỹ nghe ngộ quá à? Và ở Việt Nam cũng vậy, nhiều em qua đây nói rất trúng, nói rất hay luôn, đúng ngữ pháp, câu cú đàng hoàng, nhưng mà người Mỹ nghe thấy giống như là mình đang đọc một cái bài diễn văn, đúng không ạ? Thí dụ bây giờ tôi nói tối hôm qua tôi chờ ở phi trường San Francisco, sáng hôm nay tôi mới bay về, thì lập tức mình nghĩ trong đầu tiếng Việt trước cho mình dịch ra tiếng Mỹ. Tối hôm qua là last night,
tao ở phi trường San Francisco, I'm at San Francisco Airport. Nó tiếng Việt rõ ràng nghe airport nha. Rồi sáng nay, this morning, tao trở lại, I go back here. Hoàn toàn dịch từ tiếng Việt ra mà nói âm điệu của Việt Nam luôn. Yesterday, I'm at San Francisco Airport. And this morning, I go back home. Yeah. Rất rõ ràng. Chứ nó không có nói như là người Mỹ nói. I stay at San Francisco Airport last night. Thấy không? Nó dùng cái chữ last night sao? Và cái kiểu cách nó nói, cho nên Việt Nam mình làm biến bẻ miệng. Nói sao là nghĩ sao nói vậy. Cho nên các bạn, có một điều. Chúng ta muốn nói tiếng Mỹ giỏi, bắt buộc phải sống như người Mỹ. Tại sao những người làm nail nha? Những người làm nail nói tiếng Mỹ hay hơn những người Việt Nam mình học có bằng cấp nữa. Là tại vì mình không tiếp xúc thường xuyên, trong khi những người thợ nail mỗi ngày làm việc với Mỹ, nói chuyện với Mỹ, nói thành thói quen, nói không cần dịch, tại vì cái câu đó nói hàng ngày. Cho nên muốn nói tiếng Mỹ giỏi, ngay cả những người Việt Nam các bác ở đây nè, tôi bảo đảm luôn, giống Việt Thảo luôn, nói tiếng Mỹ kiểu Việt Nam. Đúng không ạ? Mình không nói kiểu Việt Nam nữa, chịu khó bẻ miệng chút xử. Ê, hey, good morning. Việt Nam mà, good morning. Là morning thôi, trong cái good morning cái gì không e uống lửa mắc công lắm. Ở đâu vậy? Tao ở Little Sài Gòn á. Nó không phải là Little Sài Gòn mà là Little Sài Gòn, thấy không? Cái chữ nó khác. Xe gì? Đi xe Toyota. Nó là Toyota, nó khác luôn. Ở đâu vậy? Tao ở Seattle á. Nó không phải là Seattle mà là Seattle. Cho nên cái phát âm của người Mỹ và người Việt Nam mình nó khác xa nhiều lắm. Cho nên các bạn, tóm tắt lại, hãy nói như người Mỹ, sống như người Mỹ, tiếp xúc với người Mỹ và đừng đặt trường hợp mình là người Việt Nam nói chuyện làm sao cái câu cú của Mỹ. Tiếng Mỹ nó ngộ một chỗ, tiếng Việt Nam mình xài đúng nha, người Việt Nam mình học hay lắm, văn phạm câu cú rất đúng hay, nhưng sử dụng không đúng chỗ. Ở quán cà phê nó nói khác, ở trong một cái hội nghị nói khác, và ở ngoài bến xe phi trường nói chuyện khác, điện thoại nói khác. Có một lần tôi đi xuống Long Beach, tôi thấy hai người bé đen nói chuyện với nhau, gặp nhau, hỏi, chào chát. Cái gì vậy? Thằng kia nó hỏi, chết chết. Thằng này, nè, chào chết. Tôi hỏi cuối cùng là, have you eaten yet? Ăn chưa? Thằng kia nói, I haven't eaten yet, tao chưa ăn. Mà nó nói nhanh tới như vậy, chết chết, chào chết. Không hiểu gì hết trơn. Ok. Một vài câu chuyện để chúng ta thấy làm sao để hội nhập vào xã hội Hoa Kỳ. Nghe tiếng Pháp cũng vậy. Nghe tiếng Nhật cũng vậy. Chúng ta đừng có dịch từ tiếng Việt ra để nói ngôn ngữ người ta. Nó giống như mấy ông Mỹ nói tiếng Việt vậy. Dạ chào bà. Hôm nay bà có khỏe không? Thấy không? Nói đúng văn phạm. Mình đâu có đâu. Bà khỏe không bà? Đứa bé về giật dạ. Hai đi. Hai bác. Nói mày hổn mày. Bác mà mày hai cái gì? Nhưng đó là cái ngôn ngữ của đất nước người ta. Chứ không phải là nói dạ thưa bác còn mới về. Nói tiếng Việt sao? Nói tiếng Mỹ sao? Yes bác. I just go home bác. Cái câu đó không phải tiếng Mỹ. Mỹ chỉ là hai bác. Yeah, I just back. Just come back. Rất easy, nó dễ lắm. Rồi, thôi đừng bắt bẻ tụi nhỏ nữa và hãy tập tụi nhỏ. Bởi vậy cho nên, một trong những cái phương pháp mà tập tiếng Mỹ chính xác như nghe, lấy cái điện thoại ra, bấm. Rồi mình nói vô đó, chừng nào mà nó hiện chữ đúng là đúng, mà nó trật hoài thôi. Ok. Tonight quý vị ta xin gửi đến các bạn, đó là câu chuyện mở đầu. Và chương trình tối hôm nay chúng ta sẽ đón nhận một trong những tiếng hát trẻ được chọn vào trung tâm Asia Entertainment lần đầu tiên nha. Xuất hiện một trong những tiếng hát khỏe, trẻ, đẹp mà đến với chương trình Tonight quý vị Thảo. Hà Thanh Vân sẽ đến ngay sau phần quảng cáo của đài. Yes. Mãi mãi là mùa xuân tràn đầy nắng ấm mang sức sống trẻ lại từ xứ hoa đào Nhật Bản với 25.000mg collagen có yến thượng hạng, collagen nấm đỏ linh chi và collagen phôi nhân tâm quyến rũ thơm ngát. Bên cạnh đó, Collagen Plus 27.500 vươn đến đỉnh cao của trẻ hóa, sinh lực tràn đầy. Tất cả cũng vì yến, vì linh chi, mật hoa anh đào, trà hoa nữ kiêu sa, tế bào gốc quý phái, nhân sâm truyền thống. Còn gì có thể sánh bằng Super Collagen thượng hạng từ Lotus by Johnny Dũng trong mỗi chai lọ bằng dòng nước sạch nhất từ Kobe, Japan. Kỹ thuật nano thẩm thấu trong mỗi giọt thơm ngát bổ dưỡng, hòa quyện cùng vô số dưỡng chất tinh túy. Cơ thể xương khớp sẽ thay đổi. Làn da tươi mát mịn màng. Đó là có một không hai duy nhất trên thế giới giúp Johnny Dũng và tất cả chúng ta dừng lại thời gian lão hóa. 20 năm anniversary chinh phục lão hóa thành công với danh hiệu vua collagen. Và giờ đây cùng Lotus giúp chúng ta chinh phục cả bầu trời. Việt Thảo xin được hân hạnh giới thiệu đến tất cả các bạn đang trong ngành nail, bột nhúng SNS.
Công ty SNS là công ty đầu tiên trên thế giới sáng tạo ra bột nhúng trắng hồng và Cheerless Color. Cùng với sự phát triển của ngành nail, bột nhúng SNS đã giúp cho ngành nail dễ dàng có thêm việc làm và tăng thêm lợi nhuận đáng kể cho các chủ tiệm nail. Sản phẩm SNS có chứa vitamin E, calcium, vitamin A, B3, B5, khi sử dụng không cần dùng đèn UV, không cần dùng cỏ, không liquid. Sản phẩm SNS giúp cho móng luôn bóng, chắc, khỏe, bền, đẹp. Với sản phẩm SNS, tiệm của bạn sẽ không còn những mùi hôi khó chịu gây ra bởi hóa chất. Này, SNS đã phát triển rộng khắp trên toàn thế giới, từ châu Mỹ đến châu Âu, từ châu Úc trải dài đến tận Đông Nam Á. Hãy khám phá và thích thú với bột nhúng SNS. Bột nhúng SNS đã mang đến một đẳng cấp mới và nghệ thuật mới cho ngành nail. Hãy giữ cho móng tay của bạn được khỏe và đẹp bằng bột nhúng SNS. Chương trình hôm nay được bảo trợ bởi Lotus by Johnny Dũng, Japan Health and Beauty. SNS Signature Nail System, Believe to Succeed. Welcome back to Tonight quý Việt Thảo. Trước khi giới thiệu ca sĩ Hà Thanh Vân của Asia Entertainment thì cuối tuần này Việt Thảo ở đâu? Xin lỗi, mình phải cảm ơn nha. Việt Thảo quên đó nha. Phải cảm ơn sponsor. Không có đó nói tiếng Mỹ kiểu Việt Nam á, cảm ơn sponsor. Đúng không? Tiếng Việt Nam, tiếng Mỹ kêu việc là cảm ơn các sponsor. Cũng như nói là chuyện cái đứa đó đó, cái vụ mà nói Mạnh Quỳnh mà ly dị với vợ đó, là cái đó cái sự căng đan, nói theo tiếng Tây nó là scandal nhá. Giờ rồi gặp Mạnh Quỳnh cũng vậy nữa, tội nghiệp Mạnh Quỳnh dẫn hai đứa con lại, mà con cứ đồn Mạnh Quỳnh cứ bỏ vợ hoài à, tội nghiệp nó, cứ đồn Việt Thảo đi, Việt Thảo kiếm khác cho nó dễ nè. Ok, cho nên nó là scandal. Thì ngày hôm nay cái sponsor của chương trình tối nay của Việt Thảo phải cảm ơn SNS. Trong suốt chương trình sẽ có quảng cáo SNS, các bạn nên theo dõi. Johnny Dũng, Lotus by Johnny Dũng là một trong những sponsor mạnh nhất của chương trình, là sponsor nguyên năm, mọi người đều biết ca sĩ Johnny Dũng. Cuối tuần này Việt Thảo sẽ có mặt ở tại Texas, thành phố Garland, trong một chương trình hát cho đồng bào tôi được tổ chức liên tục 2 ngày là thứ Bảy và Chủ nhật ở tại tỉnh xá Ngọc Nhiên. Chương trình hát cho đồng bào tôi có nhiều ca sĩ lắm, thôi mình không có nói ở đây giống như quảng cáo, nhưng mà cho biết cuối tuần này Việt Thảo sẽ có mặt ở đó và hy vọng rằng gặp mặt mọi người trong 2 ngày thứ Bảy và Chủ nhật cuối tuần này trong chương trình hát đại nhạc hội hát cho đồng bào tôi. Và bây giờ đón chào nữ ca sĩ Hà Thanh Vân của Asia Entertainment. Hà Thanh Vân xin kính chào tất cả quý vị khán giả đang xem chương trình Tonight with Việt Thảo. Đã thấy gái bên này nó nói chuyện rõ ràng không? Tiếng Việt á. Ok. Chào sống ai vỗ tay em hết trơn kìa. Dạ. Yeah. Từ nãy giờ anh cứ nhìn hoài biết gì không? Oh. Anh có cảm giác giống như gì? Cái gì vợ của ông Trump tên gì? Melody hả? Ồ, yeah. Em là vợ, giống như vợ tổng thống. Tại vì cao rồi mang đôi guốc cao gót nó y chang vậy luôn á. Dạ, cái này là ngụy trang đó anh. Dạ. Tức là em ngụy trang. Dạ. Trên người em ngụy trang cái gì? Dạ không, đeo vô vậy, ở nhà không có vậy. Ở nhà sao, chỉ cho coi cho mọi người coi thấy giống như ở nhà. Dạ ở nhà mà nhìn em không ra đâu. Ok, mời em ngồi. Hà Thanh Vân, em vào trung tâm Asia được bao nhiêu cuốn? Dạ em mới vào cuốn đầu tiên. Mới vào cuốn đầu tiên. Hát chưa, trình diễn rồi. Hình như ở New York. Phải dạ không? Không, ở Philadelphia. Ở Philadelphia, dạ. Em sang Mỹ lâu chưa? Em qua Mỹ được 13 năm. 13 năm. Hát được bao lâu rồi? Cái này khó nói. Tại vì em qua Mỹ lúc em 18, 19 tuổi. Là em bắt đầu đi hát, em hát cho trung tâm Rainbow. Uh-huh. Rainbow Entertainment. Lúc đó là em lấy tên Hà Thanh Vân là em hát rồi. Nhưng và sau đó là em hát được 2 năm xong rồi. Sau đó em lập gia đình và em ngưng hát 8 năm. Wow. Như vậy lập gia đình. Thấy cái giới trẻ ở bên Mỹ nói chuyện rất rõ nha, không có giấu nha. Việt Nam mình là giấu, ca sĩ giấu tuốt luốt từ tên tuổi vợ chồng nha. Cái lập gia đình 8 năm cũng khai ha. Lập gia đình cách nay 8 năm nghỉ hát 8 năm là tại vì lập gia đình xong có bầu đẻ đứa thứ nhất 3 năm sau cái bầu thứ hai là thêm 3 năm nữa là 6 năm. Rồi sao anh biết hết chuyện gia đình em vậy?
anh nhiều chuyện mà. Tức là nghe một chuyện thôi là bắt đầu bàn vậy đó. Đúng không nào? Bà Tám. Ok, đúng không? Thì còn lợi hại. Con không? Con không? Con không? Dạ, đâu đó. Ô thiệt hả? Mấy đứa con rồi? Em hai đứa. Ô thiệt luôn? Hay thiệt. À, đứa thứ nhất là 7 tuổi. Dạ đúng luôn. Anh có bói hả? Tại vì giống hệt như anh vậy cứ. Ok, game đầu tiên đi. Game đầu tiên, những điều chưa biết về Hà Thành Vân. Dạ. Cái gì chưa biết về em? Nhiều lắm luôn. Em à? Nhiều quá. Trước tiên ha. Trước tiên là em rất là sợ độ cao. Em sợ độ cao lắm. Nhưng mà em không có biết, bản thân em cũng không có biết là em sợ độ cao nữa. Cho tới năm em... Trước hết xác nhận cái sợ độ cao là như thế nào. Ngồi trên máy bay nhìn xuống là mình thấy cái cao độ của nó mình sợ. Dạ. Hay là em đi trên cái cầu cao em cũng sợ, đứng cửa sổ nhìn xuống sợ. Phải vậy không? Dạ, bất kể cái gì mà cao là sợ. Bây giờ anh kêu em lên bàn đứng em nhìn xuống em cũng sợ. Bây giờ em đứng em nhìn xuống kia em có sợ không? Dạ. Ngay chỗ này. Không, cái này thì không đến nỗi. Ok. Cái này cỡ đôi giày của em mà. Cái chuyện đó coi nào, chuyện đó hồi nào. Từ nhỏ đến lớn bản thân em cũng không có biết là mình sợ độ cao, là tại vì em không có cơ hội để mà lên những chỗ cao tầng lắm. Cho đến khi mà em 17 tuổi đó, em có đứa em gái của em bây giờ thì cũng mười mấy tuổi rồi, nhưng mà lúc đó thì cổ cũng 8-9 tuổi thôi. Thì có một lần đi chơi hội chợ, đi vô hội chợ chơi, nó có cái wheel mà mình rất là chậm, nó very slow, mình lên chạy thành cái vòng tròn cái gì nè. Dạ. Chậm, rất là chậm luôn, để mình nhìn cảnh ngồi thôi. Ngồi trên ghế lắc lư vậy thôi. Dạ, dạ. Đúng rồi, con nít nó hay lên chơi lắm. Thì nhỏ em nói là em muốn lên đó chơi, mà bây giờ ba mẹ già quá, đâu có muốn lên đó. Thì nói thôi chị dắt em lên đi. Em nghĩ là, tại vì em cũng không nghĩ là em sợ. Thì em nói ok, no problem. em mới dắt con bé lên, bé nó khoảng 8-9 tuổi. Thì lên đó thì nó từ từ nó cũng bình thường thôi. Cái em cảm thấy sao mà nó kỳ kỳ. Khi mà nó lên tới trên cao rồi đó, thì em mới nhìn xuống. Oh my god, nó rất là khủng khiếp. Chân lạnh hết. Lạnh cống, mà em cảm thấy là chưa bao giờ em sợ như vậy. Em sợ lắm 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 luôn. Và em không còn biết ai. Cái phản ứng sau khi sợ làm gì? Dạ nhắm mắt. Rồi làm sao nữa? Khóc. Rồi sao nữa? Đu dây. Ok. Em ôm cái cột anh. Em ôm cái cột cứng ngắc luôn. Anh trong cuộc đời này một lần anh sẽ dẫn em lên một cái chỗ độ cao. Thôi em cảm ơn anh nhiều lắm. Để cho em khóc và em nhắm mắt em ôm sợi dây. Dạ. Ok, đó là điều thứ nhất sợ cao. Phải không nào? Bây giờ điều thứ hai chưa biết về Hà Thành Vân. Điều thứ hai em có một cái sẹo rất là to. Đừng có nói cho anh coi nha. Nằm chỗ nào? Anh không thấy thiệt hả? Nhìn kỹ đi. Có những cái thấy không nói được. Nó trần dần vậy mà không thấy anh. Trời ơi, trần dần người em nhiều cái nó trần dần, cái đó là cái sẹo đâu. Right here. Oh, xin lỗi. Dạ. Cái này hơi lạ nha. Dạ. Từ nãy giờ tôi nhìn Hà Thanh Vân mà tôi không thấy được cái sẹo ngay chỗ cái càm. Rất là to. Anh nhìn tại con mắt, cái môi, cái miệng, cái nụ cười, cái cách em nói chuyện. Bây giờ anh đang bị thu hút, anh nhớ là cô Nguyễn Giang Tuyết. Hình như cô Nguyễn Giang Tuyết, cô tên Giang Tuyết dạy... hình như dạy công dân giáo dục ở trường Trung học An Xuyên hồi nhỏ Việt Thảo học đó. Em giống nét của cô Giáng Tuyết. Dạ. Dạ. Đẹp lắm. Dạ. Ủa, em giống người đẹp mừng. Cao, dạ. Sao, cái sẹo? Ồ, cái sẹo này em may chắc cũng phải có chục cái mũi may á. Tại vì hồi nhỏ em rất là thích lái xe máy. Xe Honda, xe máy ở Việt Nam. Bây giờ cũng thích lắm. Mà sợ tới già rồi. Tại vì lúc đó em nhớ là em 14 tuổi. Mà mẹ không cho lái, tại còn bé quá, 14 tuổi Việt Nam là còn nhỏ lắm quý vị. Không có được ba mẹ cho lái xe đâu. Thì em đi ra chơi với lại mấy người bạn, thì có một người anh họ trong gia đình. Thì có cái xe máy, hồi xưa em nhớ gọi là cái xe gì, xe Dream, xe gì đó, lâu lắm rồi. Thì em mới nói, cho em lái đi với, em biết lái. Nói em biết lái, mà thực sự em chưa bao giờ lái hết đó. Em thích quá. Xong cái em leo lên. Cái ảnh cũng cho, anh cho em leo lên, ảnh ngồi đằng sau. Ảnh nói yên tâm đi, anh ngồi đằng sau, có gì kìa, có anh. Xong cái em đạp máy một cái, cái em rô một cái. Cái em bay thẳng vô trong cái cục điện luôn.
Rồi làm sao? Em xỉu luôn á. Đập cái mặt vô. Em xỉu luôn rồi, em còn biết em là ai nữa. Là xong luôn á là. Sao nó đụng sao ngộ đụng ngay cái này. Ồ, em lúc đó là nó đập vô cái chỗ cái tay. Dạ, dạ. Cái tiềm thức của em nhớ là em đập vô một cái gì mạnh lắm, em nghĩ là lúc đó mình sợ quá buông tay luôn, thì cái mặt mình đập vô đó. Mà cũng may chưa có nát cái mặt. Nên chỉ ở đây thôi. Sao? Được được. Dạ. Hôm đó là cái kinh nghiệm. Cái kinh nghiệm này nha, mặc dầu là cái điều chưa biết về Hà Thành Vân, nhưng mà ngay cái hồi nhỏ đó anh biết lái xe nha. Xe anh tạo chiếc mobilet đậu bên đường á. Rồi anh cứ leo lên ba thằng lái, lái chạy ngồi cứ ngoái ngoái coi chừng xe đòn ngoài sau có lũi mẹ xuống ruộng. Xe ta luôn. Cho nên nhiều đứa trẻ thích lắm. Thấy cái gì cũng thích lắm. Nha, xe hơi cũng vậy nha. Chưa tới tụ lái, chưa có bằng lái, lén lén lái không nữa. Nên, không nên, không nên. Rồi, một cái nữa đi. Điều thứ ba chưa biết về Hà Thành Vân. Một điều nữa. Điều thứ ba. Điều thứ ba là em tên thật là Vân An chứ không phải Hà Thanh Vân. Vân An là tên Vân hay tên An? Tên là Vân An, tức là An á. À tên An. Ừ. Nhưng mà cái gì Vân An họ gì? Là Phạm Vân An. Phạm Vân An. Dạ. Nhưng mà hồi lúc mà em mới Việt Nam qua Mỹ á thì em đi hát, em hát phòng trà. Ừ. Em hát thính phòng. Thì lúc đó tất cả mọi người cứ gọi em là Vân Anh. Tại vì thường người Việt Nam mình tên là Vân Anh. Ừ. Ít có ai mà tên Vân An lắm. Ừ. Đó, còn thường là con trai là Văn An là con trai. Ừ. Chứ không có Vân An, ít lắm. Ừ. Mà mỗi lần em đi hát thì có họ cứ kêu là mời Vân Anh. Ừ. Em nhìn, ủa Vân Anh là ai? Em không biết Vân Anh là ai hết. Ừ. Em cứ ngồi đó em không lên, mà sân khấu cứ trống không mà không ai lên hết. Em cứ ngồi, ai là Vân Anh, em cứ ngồi em chờ coi cô nào giống tên mình mà tên Vân Anh. Không có ai hết, là họ nói người ta mới là đi lên, người ta gọi lên hát, người ta sao không lên. Ok. Mà rất là nhiều lần như vậy. Thì có một lần nữa em đi hát lại mắc cười nhất là cái anh MC lên giới thiệu mà anh cái tên Văn An, anh tưởng là Văn An. Mà mới sao anh gọi là mời ca sĩ Chu Văn An lên sân khấu. Chu Văn An. Trường trung học Chu Văn An. Thế là em quyết định em nói là với là thường bạn em, có nhiều người họ biết em tên là Vân An. Nhưng mà cái chữ An làm như không có thuận miệng hay sao. Họ kêu em là Vân thôi. Okay. Mà em từ đó em cũng thích cái tên Vân luôn. Cái là em vào cái trung tâm Rainbow là anh Linh Tuấn là cái người đặt cho em cái tên là Hà Thanh Vân, cũng cách đây mười mấy năm trước rồi. Được, cảm ơn Hà Thanh Vân. Tối hôm nay Hà Thanh Vân chọn một ca khúc để mở đầu hát trong chương trình chủ này của Việt Thảo nè. Em sẽ hát tặng cho tất cả mọi người một bài hát này cũng lâu lắm rồi, nhạc ngoại quốc, ca khúc Triệu Đóa Hoa Hồng. Mời quý vị thưởng thức Triệu Đóa Hoa Hồng với Chu Văn An. Em đổi tên nữa. Chiều cánh hồng khoe sắc thơm, mỗi
kia được yêu thương lòng say đắm. Sẽ mãi mãi như hoa kia trôi cho em suốt cuộc đời. Hey. Sẽ trở lại trong chương trình Tonight Quýt Việt Thảo sau phần quảng cáo của đài cùng với Thảo. Việt Thảo xin được hân hạnh giới thiệu đến tất cả các bạn đang trong ngành nail, bột nhúng SNS. Công ty SNS là công ty đầu tiên trên thế giới sáng tạo ra bột nhúng trắng hồng và gelless color. Cùng với sự phát triển của ngành nail, bột nhúng SNS đã giúp cho ngành nail dễ dàng có thêm việc làm và tăng thêm lợi nhuận đáng kể cho các chủ tiệm nail. Sản phẩm SNS có chứa vitamin E, calcium, vitamin A, B3, B5, khi sử dụng không cần dùng đèn UV, không cần dùng cỏ, không liquid. Sản phẩm SNS giúp cho móng luôn bóng, chắc, khỏe, bền, đẹp. Với sản phẩm SNS, tiệm của bạn sẽ không còn những mùi hôi khó chịu gây ra bởi hóa chất. Này SNS đã phát triển rộng khắp trên toàn thế giới, từ châu Mỹ đến châu Âu, từ châu Úc trải dài đến tận Đông Nam Á. Hãy khám phá và thích thú với bột nhúng SNS. Bột nhúng SNS đã mang đến một đẳng cấp mới và nghệ thuật mới cho ngành nail. Hãy giữ cho móng tay của bạn được khỏe và đẹp bằng bột nhúng SNS. Thế giới ngày càng ô nhiễm, thức ăn nhiều độc tố, lo âu dồn dập, bệnh tật tràn lan. Chưa kể đến những căn bệnh ung thư bất hạnh nảy sinh trong mình chúng ta. Người dân bản xứ từ Okinawa, Nhật Bản đã từng biết gìn giữ sức khỏe cho riêng mình nhờ vào dược rong biển bất tử Mozuku với chiết xuất Fukuden thiên nhiên trong lành. Cố gắng vượt qua những tồi tệ của môi trường ô nhiễm và ứng phụ đầy nguy hiểm. Công ty Lotus làm tròn sứ mệnh mang về cho chúng ta Super Fukuden dạng nước 5.357mg trong mỗi chai hòa quyện cùng nghệ đỏ AHCC từ nấm shiitake, nấm agaricus, đông trùng hạ thảo Tây Tạng, glutathione, alpha lipoic acid giúp DNA khỏe lại và với kỹ thuật cao nhất trên thế giới là liposomal thẩm thấu gần như tuyệt đối. Mỗi hộp 10 chai tinh túy ấp ủ nhựa sống phục hồi sức khỏe và giữ chặt niềm hy vọng của chúng ta. Cho nên Dũng xin hân hạnh giới thiệu và gửi đến quý vị Super Fukuden dạng nước Imotaro Kasu 5.357mg có 102 trên thế giới. Lotus by Johnny Dũng, the best of life. Chương trình hôm nay được bảo trợ bởi SNS Signature Nail System, Believe to Succeed. Lotus by Johnny Dũng, Japan Health and Beauty. Welcome back to Tonight quý Việt Thảo và ca sĩ Hà Thanh Vân của Asia Entertainment. Trước khi chơi cái game thứ hai nha, trong chương trình hôm nay thì cái game đã sẵn rồi, nhưng mà Việt Thảo thấy ở trên bàn cái này là của em mang lại phải không? Dạ. Yeah. Ảo ảnh của Hà Thanh Vân. Đây là cái CD thứ mấy của em? Dạ, CD đầu tiên. Tại sao thời buổi này còn làm CD? Lý do là CD bây giờ thực sự làm ra không có bán được bao nhiêu cả. Chỉ có ca sĩ đi hát đem theo người ta ủng hộ thôi. Dạ. Còn cái này CD em vừa ra là trên mạng đầy hết, người ta coi không kịp luôn nữa. Dạ. Tại sao mình phải làm CD vừa tốn kém? Thực ra đối với ca sĩ bây giờ, một cái CD là để mình làm cái kỷ niệm, cái gì đó để mình gửi tặng cho những người khán giả. Ồ, oh, như vậy em làm CD này là em không có bán, em tặng thôi phải không? Dạ, em tặng thôi, rồi ai muốn tặng lại như em nhiêu thì tặng. Ủ hồ. Xứng đáng, cái này xứng đáng cho ta được. Được. Ok. Em nói sơ qua về cái CD này của em, đẹp quá, hình đẹp quá. Dạ. Trong cái CD này em chọn cái tựa đề Ảo Ảnh là tại vì em rất là thích những cái bài hát của nhạc sĩ Yvonne. Uh-huh. Rồi... trong đó cũng có một vài bài mới, có một sáng tác rất là mới của một người bạn rất là thân với Vân. Anh là nhạc sĩ Quốc Võ. Uh-huh. Chắc là dòng dòng Orange County chắc cũng biết anh. Đó, anh cũng là một đạo diễn, một nhạc sĩ trẻ thôi. Thì Vân hát một bài này của anh sáng tác. Bài đó hát sao? Thử một câu coi. Thử một câu coi. Bài Dấu Yêu Xưa phải không? Dạ. Dạ. Ngày nào anh hứa thời gian rồi sẽ qua, dù cho năm tháng biệt ly và xót xa, vẫn mãi yêu em, cho em tình nồng ấm áp một đời. Trong đây còn bài nào hay nữa? Còn bài nào nữa? Đừng nói tất cả hay hết, anh bắt hát hết á. Dạ. Bài nào nữa? Bài nào nữa? Có một bài
Cái bài này là em thích hát từ hồi lúc mới lớn. Bài hát này là rất là lâu năm lắm rồi, nhưng mà có thể là ít người Việt mà nó hải ngoại biết. Tại hồi xưa lúc em lớn lên ở Việt Nam thì bài này có một thời gian thịnh hành đúng rồi. Bài gì? Bài Đừng Buồn Ta Hỡi của Phương Uyên. Dạ. Hát sao? Cái bài này ấn tượng là tại vì bài này em thi rớt trong Visa. Ủa là sao? dạ tại bài nó ấn tượng với em. Em nói em hát thì anh biết tại sao em thi rớt liền à? Dạ. Nói à, hát thì anh biết tại sao em thi rớt. Đừng buồn ta hỡi, dù mai xa cây có nên trong tim thương đau. Tình là một màu tối, tình chỉ là lừa dối. Ta tiếc chi tình này lấp hết đi bao mộng yêu đương. Cho dù một ngày đời anh vui với ai, sao anh đành gian dối em. Anh biết tại sao em thi rớt trong V-Star bài này? Dạ. Tại vì em hát anh không hiểu. Đúng rồi. Cái nội dung, cái lời nó cao quá. Nó chuyên biệt về vấn đề tình yêu. Dạ. Ngồi phải lóng tay nghe kỹ thực sự cái bài này đó. Phải nghe đi, nghe lại, nghe đi, nghe lại. Và có cái tâm trạng giống nghe nó mới đã. Mới nghe lần đầu bảo đảm gặp anh đang cũng chấm rớt luôn. Cái bài này, tại vì nó có kỷ niệm với em. Ừ, bởi vì em rớt với kỷ niệm. Dạ. Em là phải rồi. Bỏ kỷ niệm đó nha. Thường cái kỷ niệm. Bỏ luôn cái kỷ niệm cái đó kiểu đi. Cái kỷ niệm thường nó hay đau lòng như vậy đó. Ừ. Rồi bây giờ cái kỷ niệm đó rồi nó thêm cái đau lòng thì rớt V-Star nữa. Nên em để nó vô đây để em làm kỷ niệm. Coi chừng cái bản, rồi. Cái CD này rớt gì không? Mọi người sẽ tìm mua bản đó. Mua CD là vì bản đó nha. Tại vì cái bản đó là kỷ niệm của một kỳ thi rớt nữa. Dạ đúng okay. Rồi. Rớt trong cuộc tình và rớt trong đường đời. Ok. Bây giờ mình vô cái game thứ hai ngày hôm nay. Yeah. Trong một cái game của tonight của Việt Thảo không nhằm hơn thua mà để thử và xem được cái phản ứng của người guest nó như thế nào. Yeah. Nha. Hôm nay anh mời em và mời quý vị cùng vào game thứ hai của Việt Thảo nha. Yeah. Yeah. Ở đây chúng ta có hai đồ để đựng. Ở đây có những cái nút màu tròn, những cái nút vuông. Mình chơi bịt mắt bắt dê ha anh? Không có bắt dê. Bắt dê là anh em bắt nhau. Còn cái này là bắt địch. Dạ. Bắt quân địch. Ồ. Oh. Quân địch. Thí dụ bên này là quân của anh, đây là quân của em. Thì bây giờ anh bắt là bắt quân của em. Nếu mà anh đứng gần phía đen. Dạ. Thì anh phải bắt những cái này của em cho nó bắn hết là em thua. Em thấy bịt mắt bắt dê nó dễ hơn á. Em muốn vậy đó hả? Cái này sao nó rối quá. Bảo một lần anh bịt mắt bắt dê nó tùm lum biết không? Ok, bây giờ đó. À, hiểu lực chơi chưa? Thí dụ bây giờ em là quân cờ trắng, em bắt quân cờ đen thì nhắm mắt là em lựa cái nào tròn là em bắt, cho nào đủ. Dạ. Hết 12 cái là em thắng. Dạ. Bắt xong bỏ vô trong này nha. Dạ. Rồi bây giờ đó anh với em quảnh trụ trì 1 2 3 để coi coi người nào thắng. Bây giờ giao đi, thắng thì lấy cái đen, thua lấy cái trắng, được không? Trắng dễ hơn nè. Tùy, thắng thua thôi, được chưa? Chơi luôn. 1 2 3 nha. 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3. Rồi em thua. À, anh thua là em lấy cái trắng đúng không? Thì cái trắng dễ bắt hơn em anh lời. Em thích cái trắng mà, đúng rồi. À, hay quá ha, rồi. Ok, bịt mắt lại. Rồi, rồi chưa nha. Chọn đều nha. Rồi. Lâm ơi, nhờ bịt mắt giùm Lâm ơi. Thôi tự bắt nha, tự bắt nha. Tức là anh bắt cái trắng. No, em bắt cái trắng mà. Người thấy chưa? Anh quân đen thì anh bắt quân địch, anh bắt cái trắng. Ủa? À, em bắt cái của anh, coi như bắt lộn nha. Rối quá. Vậy là em bắt cái đen em hả? Bắt cái tròn. Ừ. Em đâu có thấy đen trắng nữa, em bắt cái tròn. Em thích cái dài. Cái dài nó dễ bắt hơn. Dạ. Khó nói mà. Cái chuyện bắt dễ hay khó đâu có tùy thuộc dài ngắn đâu trời. Dạ. Ok cưng, rồi. Ok, bây giờ em nhớ em bắt cái gì chưa? Em bắt cái tròn. Ngắn. Em bắt cái tròn. Cái tròn. Anh bắt cái vuông, đấy không? Rồi. Lâm kiểm soát cho Lâm, coi chừng Giang Lâm nha. Cái này cấp trên ha anh. À, rồi chưa? Bây giờ cái tay vịn đây chưa? Giờ đây rồi, bắt đầu nè. Được chưa? Đây, anh bắt cái gì ta? Anh bắt cái vuông rồi. Nhạc. Chưa?
Ủa còn hết. Còn không anh? Còn cưng, còn cái. Còn. Cái bắt tiền mấy cái rồi? Bắt tiền mấy cái rồi? Không nhạc tiếp, nhạc tiếp, mấy cái rồi? Hả? Sao bắt hoài con hoài vậy? Lẹ lên, lẹ lên, lẹ lên, lẹ lên, thích vào, lẹ lên, lẹ lên, lẹ lên, lẹ lên. Lẹ lên, lẹ, đâu rồi, đâu rồi, đâu rồi, còn nữa. Cái này không đúng rồi, cái này em gian rồi. Em nhớ em lượm mấy chục cái rồi. bằng chứng đâu em nói nặng gian. Dạ. Ờ, mà có một điều Dược Thảo thắc mắc nha. Hồi nãy Dược Thảo bắt rồ rờ, không thấy cái vuông mà hình Dược Thảo bắt xong rồi phải không? Điều hai người bắt thắng một cái thắng đúng là nếu mà không tính phần ăn gian của việc đó. Em thắng, em thắng, em thắng. Ăn gian là thua, phải không mọi người? Đúng rồi, em thắng. À, không em thể thắng. Căn cứ vào đạo diễn Ngọc Lâm nói mà bắt tội anh được, muốn gì phải ra trước tòa. Dạ. Trời quá. Bình thường rồi nhỏ nhẹ chơi hơn thua đủ luôn á. Ok, sẽ trở lại trong chương trình tuần này quý Việt Thảo sau phần quảng cáo của đài. Nhá. Yeah. Cả thế giới rung chuyển theo nhịp sống trẻ căng đầy trong ánh mắt, đôi môi, bờ vai, mái tóc. Sức sống mãnh liệt, sức lực tràn đầy như lứa tuổi 20, làn da căng đầy nhựa sống, xương khớp rắn chắc. Chúng ta cảm giác được sự ấm áp của cuộc sống tuyệt vời nhờ vào Super Collagen Plus 27.500 của Lotus, đứng đầu thế giới với danh hiệu vua của collagen vì chất yến Nhật Bản thượng hạng gấp 3 lần. Mặt trà hoa nữ, COQ10, sụn cá mập, vitamin B1, B2, B6, vitamin C và tuyệt diệu sáng chói không kém với Super Collagen linh chi cùng nấm đỏ linh chi hảo hạng, mật hoa anh đào, trà xanh, glucosamine phối hợp với sự bào chế bằng kỹ thuật nano thẩm thấu trọn vẹn của đỉnh cao collagen. Và dĩ nhiên, bầu trời trẻ hóa không gì có thể ngăn cản được. Quý phái Kyusa, hữu hiệu tuyệt đối, duy nhất từ Lotus and Lotus by Johnny Dũng. Lotus by Johnny Dũng, the best of life. Việt Thảo xin được hân hạnh giới thiệu đến tất cả các bạn đang trong ngành nail, bột nhúng SNS. Công ty SNS là công ty đầu tiên trên thế giới sáng tạo ra bột nhúng trắng hồng và gelless color. Cùng với sự phát triển của ngành nail, bột nhúng SNS đã giúp cho ngành nail dễ dàng có thêm việc làm và tăng thêm lợi nhuận đáng kể cho các chủ tiệm nail. Sản phẩm SNS có chứa vitamin E, calcium, vitamin A, B3, B5, khi sử dụng không cần dùng đèn UV, không cần dùng cỏ, không liquid. Sản phẩm SNS giúp cho móng luôn bóng, chắc, khỏe, bền, đẹp. Với sản phẩm SNS, tiệm của bạn sẽ không còn những mùi hôi khó chịu gây ra bởi hóa chất. Này, SNS đã phát triển rộng khắp trên toàn thế giới, từ châu Mỹ đến châu Âu, từ châu Úc trải dài đến tận Đông Nam Á. Hãy khám phá và thích thú với bột nhúng SNS. Bột nhúng SNS đã mang đến một đẳng cấp mới và nghệ thuật mới cho ngành nail. Hãy giữ cho móng tay của bạn được khỏe và đẹp bằng bột nhúng SNS. Chương trình hôm nay được bảo trợ bởi Lotus by Johnny Dũng, Japan Health and Beauty, SNS Signature Nail System, Believe to Succeed. Welcome back to Tonight, quý Việt Thảo với Hà Thanh Vân của Asia Entertainment. Vừa rồi thì cuộc vui thứ nhất là Việt Thảo xin lỗi, anh xin lỗi em. Dạ, đâu có vui đâu anh, em thấy đâu có vui. Không vui hả, tại sao vậy? Tự nhiên ăn gian xong người ta thua rồi nói vui. Không, em đâu có thua, em không thua. Thực sự mà nói, khi mà Việt Thảo chụp những cái thẻ đó đến rồi, đến 12 cái mới bỏ vô trong cái hộp kiến, nhớ không? Dạ. Đào thủy tinh. Thì, nhưng mà thấy em cứ quơ hoài, thì đúng là lúc đó là nhạc ngưng hay là Ngọc Lâm nói là chấm dứt rồi, thì mình biết mình thắng. Dạ. Mà không có, thì anh nghĩ rằng chắc của anh còn sót. Thôi mình kiếm thử quờ hoài không thấy. Rồi thấy em còn quờ, thì em cũng hết rồi, anh quờ anh thấy không có rồi. Thì bây giờ làm sao để kéo dài cái cuộc vui và để thử coi cái đối phương của mình cái phản ứng như thế nào. Thảo thì ok rồi, mới thò tay bóc, bỏ ra thêm cho em kiếm. Rồi anh còn mở ra anh coi nữa. Rồi anh thấy rõ ràng mà em đang lộn, anh cố tình anh bỏ ra. Thì mọi người hiểu cái việc Thảo cố tình cho thấy cái phản ứng của em. Và sau cùng em tức,
À, và em giỡn nó số kỳ quá vậy phải không? Rồi em phát hiện ăn gian. Thì cái phản ứng cái quan trọng ở chỗ là em thấy ăn gian là em làm gì anh đó. Cho nên em bị dụ từ đầu tới cuối luôn. Nói ở đây để cho thấy rằng trong những cái game của Việt Thảo, rồi sau này cắt ghét rồi nó chậu chắc lên trở nên ăn gian không có nha. Phải tùy coi cái mặt nào mình mới ăn gian nha. Em hiền mà. Thì bây giờ hiền mới ăn gian. Mà. Em giữ coi. Phải không? Ok. Trở lại với cái ảo ảnh Hà Thanh Vân này, chừng nào phát hành? Khoảng chừng chắc khoảng tháng 11. Khoảng tháng 11 là Vân sẽ làm một đêm ra mắt CD. Dạ. Cho nên là mời tất cả mọi người đến ủng hộ cho cái CD đầu tiên của Vân. Ok, chắc chắn luôn nha. Quý vị đồng ý không ạ? À? Ủng hộ cho Hà Thanh Vân nha. Rồi. Hồi nãy trong khi ba điều chưa biết về em có nói là nói về cái CD này, em có nói về vấn đề là cái bài hát. Dạ. Cái tay em đụng trong cái lavalier nha, nó kêu rộc rộc. Okay. Dạ. Thì em có nói cái đừng buồn ta hỡi là khi mà em thi rớt Vista. Đó là cái cơ hội để em vào một trung tâm lớn, đúng không? Dạ. Nhưng mà em thi rớt. Thì em có thể nói cho biết về vấn đề thi đó như thế nào khi em đến với Vista. Thật ra cái cuộc thi á, mình khi mà mình thi mình không có bao giờ đoán được cái gì hết á. Đó, tại vì bao nhiêu là mấy trăm cái ngàn người thi thì khi mà được vào tới top mà top 10 mà tới vào tới final quý vị là tất cả mọi người đều đã hát hay hết rồi. Đúng người rồi. Nào hát cũng hay hết. Cho nên mà nói mà chính bản thân Vân nè, mà Vân nói là mình thử đoán coi ai sẽ là người và giải nhất á, bản thân mình cũng không thể đoán được. Đó, thì mình chỉ nói trước trong lòng mình này chắc mình rớt rồi. Thật sự ai cũng giỏi, ai cũng hay hết. Ừ. Nên mình nghĩ trước là mình rớt, mà thường mà mỗi lần Vân rớt Vân buồn lắm. Hay là Vân làm cái gì đó mà không thành công Vân rất là buồn. Buồn lắm luôn tại cái tâm hồn yếu đuối. Vừa rồi thua game có buồn không? Dạ, buồn lắm. Chút tối về sợ khóc á. Cho nên cái bài hát này là giống như Vân tự an ủi mình. Cái bài và hát... khi em được vào Asia Entertainment lúc nào? Vì sao được chọn vào Asia Entertainment? Đó cũng là một cái cơ duyên. Đó là cái chương trình... họ có một cái bài hát mà họ cảm thấy là hợp với lại cái giọng của em. Dạ. Thì đêm đó là cũng 12 giờ đêm rồi. Xong là anh Vũ Tuấn Đức, anh gọi Vân nói là Vân ơi, có một cái bài hát rất là cần em hát cái bài này. Ừ. Thì em chạy tới được không? Vân nghe, ủa sao lạ quá, giờ trễ quá rồi. Mà công em cũng đang rảnh, không có gì làm. Nhà lướt Facebook thôi à. Xong Vân nói, ok em chạy tới liền. Là Vân thâu cái bài đó trong vòng 1-2 tiếng đồng hồ. Xong cái bài hát là cái show đó là Vân lên luôn, là lên trên show đó hát luôn. Em có biết khi nghe anh nghe em thuật chuyện và nói về cái coi như một cái hành trình trong suốt bao nhiêu năm để trở thành một ca sĩ của một trung tâm lớn, anh thấy rõ em đi từ giống như người học sinh vào cái lớp tiểu học, trung học, đại học, nó từng bước như vậy, nghe từ cái fresh rồi sau đó cũng vấp ngã giống như trường thi, trường đời hay là trường học giống như nhau, rồi cái đó không phải lỗi một mình em. Nha, cái đó không phải cái lỗi. Là cũng có ban giám khảo chọn lựa và có thể trong lúc đó em hát chưa được hay là chọn bài hát nó không thích hợp, mình không biết. Nhưng rồi sau đó em lại được bước chân vào một cái trung tâm lớn. Như vậy rõ ràng em có một cái bước vững chắc từng bước một trở thành một ca sĩ. Chúc mừng cho em trở thành một ca sĩ của nền âm nhạc Việt Nam, ít ra tại hải ngoại trước. Cảm ơn anh. Dạ. Rất nhiều. Vân cũng cảm ơn cái cuộc thi V-Star luôn. Là thật ra thi là may mắn thôi. Không hẳn là cái người giỏi thì hay thì mình sẽ được cái gì. Nhưng mà Vân cảm thấy là một cái sự may mắn là Vân học được rất nhiều từ cái cuộc thi đó. Dạ. Và từ đó Vân, bây giờ Vân được trở thành một người ca sĩ chuyên nghiệp như những cái gì mà Vân mơ ước trước đến giờ. Nhưng mà đối với Việt Thảo còn một câu cho em ngày hôm nay. Trong chương trình Tonight của Việt Thảo, khi đã trở thành một ca sĩ chuyên nghiệp, giống như đã xây dựng được một cái tòa nhà, một cái lâu đài. Và cái lâu đài đó được bền vững theo thời gian hay không, cần phải maintenance, cần phải tu bồi, cần phải sửa chữa và chăm sóc. Chứ không phải nếu để bỏ phế đó, thì đến một ngày nào đó nó cũng mục nát và đổ theo thời gian. Yeah. Đó là một cái câu nói của người anh dành cho người em trong cái con đường nghệ thuật. Cảm ơn. Em hiểu ý? Cảm ơn anh. Ok, chọn một ca khúc tranh trong chương trình tonight của Việt Thảo. Dạ. Bài gì? Em đã hát một bài hát cũng nằm ở trong cái CD đầu tay của Vân. Ca sáng tác của nhạc sĩ Kim Tuấn, ca khúc Biển Cạn. Từ lâu nhớ thương
đời xưa biến xanh không như bây giờ, biển là hoang vắng. Đời tôi nhỏ bé, tiếng gió thét cao, biển tràn nỗi đau. Tình anh quá lớn, sóng cũng vỡ tan. Đời tôi đánh mất, giấc mơ không còn. Biển xưa đã cạn, vắng anh trên đời. Biển thầm than không ngàn lần với tôi, cùng tôi biển chết, cùng anh biển tan. Ngàn năm nỗi đau, hoa kiếp mây ngàn, cô đơn. Chẳng xa nỗi niềm, biển không lên tiếng. Lời tôi nhỏ bé, tiếng gió thét cao, chìm trong nỗi đau. Tình anh quá lớn, với những đam mê làm nên hoan trái. Sống sao nào nề, hãy ôm bóng trên đời. Biển thầm than khóc ngàn lần với tôi, cùng tôi biển chết, cùng anh biển tan. Ngàn năm nỗi đau, hóa kiếp mây ngàn, biển cả. Thiệt là hay, thiệt là truyền cảm. Và mong rằng những ca khúc đi vào lòng người, những giọng hát, những bài hát làm cho con người ta chợt nhớ lại một góc cạnh nào đó trong tình yêu của cuộc đời. Thì tonight quý Việt Thảo cũng mong sao là nhịp cầu âm nhạc đến với tất cả mọi người Việt Nam trên toàn thế giới. Cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi. Thank you and I love you.